ngất ngây trước sự tươi trẻ của nữ thần thanh xuân trên màn ảnh Hoàng ngữ. Với gương mặt trẻ trung cùng ngoại hình nhỏ nhắn, những cô gái này đã khiến trái tim khán giả rung động khi xuất hiện trong các bộ phim thanh xuân vườn trường. Thành công của bộ phim Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta đã giúp Thẩm Nguyệt ghi tên mình vào danh sách nữ thần thanh xuân của màn ảnh Hoàng ngữ. Cô nàng tiểu hy nấm nùn, học hành nẹt đẹt nhưng lại lém lỉnh và vô cùng đáng yêu không chỉ chinh phục trái tim giang thần mà còn chiếm trọn tình cảm của khán giả. Mới đây Thẩm Nguyệt tái ngộ trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Sao Băng 2018. Trong dự án cô đảm nhận vai nữ chính Sam Thái, cỏ dại mạnh mẽ đối đầu với nhóm F4. Sau khi đảm nhận vai nữ chính cảnh cảnh trong bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Đàm Tùng Vận cũng vươn lên trở thành nữ thần Thanh Xuân. Với ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt búng ra sữa, nhiều người đã bất ngờ khi biết Đàm Tùng Vận 30 tuổi. Xuất hiện trong bộ phim Thiếu Nữ Toàn Phong Từng Đó Bỏ Sóng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bản điện ảnh, Đàm Tùng Vận đều đóng cặp cùng nhiều bạn diễn kém tuổi, nhưng chẳng ai nhận thấy sự chênh lệch tuổi tác giữa họ. Đảm nhận vai Triệu Mặc Xanh thời sinh viên trong Bên Nhau Trọn Đời bản truyền hình, Ngô Thiến chiếm trọn cảm tình của khán giả với ngoại hình và khí chất thanh xuân. Sở hữu đôi mắt to, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cùng diễn xuất vô cùng tự nhiên, Ngô Thiến rất phù hợp với vai nữ chính trong sáng của dòng phim Thanh Xuân Vườn Trường. Trương Tuyết Nghênh cũng là nhân vật quen thuộc của dòng phim Thanh Xuân khi từng xuất hiện trong nhiều dự án như Thiếu Nữ Toàn Phong, 15 năm chờ đợi Chim Di Trú hay Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất. Vẻ ngoài lanh lợi của Trương Tuyết Nghênh rất hợp với những vai diễn học đường. Trần Đô Linh vốn nổi tiếng là hoa khôi ngành cơ khí điện thuộc Trường Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh. Sau đó cô để lại ấn tượng trên màn ảnh với vai chính trong bộ phim Tay Trái của đạo diễn Tô Hiểu Bằng. Dù ngoại hình không quá nổi bật, nhưng nhan sắc trong veo của Trần Đô Linh cũng đưa tên tuổi cô gắn liền với dòng phim Thanh Xuân. Với ngoại hình trong sáng trẻ trung, An Duyệt Khê từng tham gia các bộ phim như Thiếu Nữ Toàn Phong 2, Lộ Tòng Kim Dạ Bạch, Hồng Môn Huynh Đệ. Nhìn ngoại hình trẻ trung của An Duyệt Khê, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng cô nàng sinh năm 1989. Lê Gia Kỳ sinh năm 1995 ở Chiết Giang, Hàng Châu. Dù chỉ cao 1m58, cô nàng lại sở hữu một gương mặt xinh xắn và nụ cười vô cùng rạng rỡ. Với Weibo có gần 300.000 người theo dõi, Gia Kỳ đang là một trong những hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!